Xin được đồng nhiệt chào đón quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 122. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện đang được truyền hình trực tiếp từ sân khấu nhà hát Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An trên kênh LA34 và truyền thanh trực tiếp trên tần số 96,9 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Lời nói đầu tiên xin được thay mặt ban biên tập thực hiện chương trình tối hôm nay, cho phép Xuân Hiếu xin được kính gửi đến quý vị khán thính giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, những nhạc phẩm ca ngợi về quê hương đất nước dường như là những tác phẩm không thể nào thiếu được trong kho tàng âm nhạc Việt Nam nước ta. Lắm lúc khi nghe nhạc, chúng ta bắt gặp đâu đó thấp thoáng là hình ảnh của nét quê, hồn quê với con đò, dòng sông, bến nước xuất hiện trong âm nhạc đầy thi vị. Để rồi lồng ghép trong tình yêu quê hương đất nước, đó chính là tình yêu đôi lứa mong được hạnh phúc bền lâu bên nhau. Để mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 122 tối hôm nay, giờ đây Xuân Hiếu xin được trân trọng mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức liên khúc Tân Cổ với hai bài hát Lối về xóm nhỏ và Tình thắm duyên quê, tân nhạc của Trịnh Hưng và Trúc Phương, lời vọng cổ của Triều Huy với sự thể hiện của các nghệ sĩ Nguyễn Thị Luận, Võ Thành Phê và Phạm Vũ Thành cùng với phần minh họa của Vũ đoàn Bạch Dương. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục mở màn chương trình tối hôm nay. Thank you.
mà là những tình đơn sơ. Quê tôi dân đẹp đẹp mấy tình nghệ thơ. Kiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi hoàng hò hoang trên sông con đò ngang, ba ơi hoàng hò em về chăm lo chiếc nhà không lúa dung nương cả liếm dưa. Cảm ơn các nghệ sĩ cùng với phần minh họa của Vũ đoàn Bạch Dương trong tiết mục liên khúc Tân Cổ, Lối về xóm nhỏ và Tình thấm duyên quê vừa rồi. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, để tạo nên sự ấn tượng cho chương trình nghệ sĩ và tri âm, cũng như là tăng tính tương tác giữa quý khán thính giả với các nghệ sĩ tham gia trong chương trình,
Cứ mỗi số phát sóng của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm thì chúng tôi đều có chương trình là bình chọn nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất. Cụ thể là mỗi một nghệ sĩ khi mà tham gia trong chương trình thì sẽ có một mã số bình chọn. Và quý vị khán thính giả chúng ta cảm thấy là yêu thích nghệ sĩ nào thì nhắn tin bình chọn theo cú pháp NSIT khoảng cách, sau đó là mã số bình chọn của nghệ sĩ và gửi về tổng đài 8383. Vào cuối mỗi buổi phát sóng thì chúng tôi sẽ trực tiếp công bố nghệ sĩ được yêu thích nhất trong chương trình Nghệ sĩ và Tri âm hôm ấy. Và thưa quý vị, quý khán giả nào tham gia bình chọn và chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng với phần quay số may mắn. Và đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 122 kỳ này sẽ có 5 nghệ sĩ được tham gia bình chọn với các mã số lần lượt như sau. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu mã số 01, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên mã số 02, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh mã số 03, nghệ sĩ Võ Thành Phê mã số 04 và nghệ sĩ Nguyễn Thị Luận mã số 05. Một lần nữa Xuân Hiếu xin được nhắc lại với quý vị là chúng ta yêu thích nghệ sĩ nào thì quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp NSIT viết tắt của cụm từ nghệ sĩ yêu thích, khoảng cách sau đó là mã số của nghệ sĩ mà quý khán giả bình chọn gửi về tổng đài 8383. Và thưa quý vị, trong kỳ phát sóng nghệ sĩ Tri âm lần trước thì đã có rất nhiều khán giả tham gia bình chọn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành chọn ra một vị khán giả may mắn nhất sẽ được nhận phần thưởng là 1 triệu đồng. Ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình để chúng ta theo dõi vị khán giả may mắn ấy là ai. Và chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật của Viễn Thông Long An sẽ giúp chúng tôi chọn ra vị khán giả ấy. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng cho khán giả có số điện thoại là 0164 496 1676 đã là khán giả may mắn nhận được phần thưởng từ chương trình trị giá là 1 triệu đồng. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cũng tiếp tục tham gia bình chọn cho chương trình Nghệ sĩ và Tri âm kỳ này để vào tháng sau thì chúng ta cũng có cơ hội nhận được phần thưởng 1 triệu đồng nha. Và bây giờ quay trở lại với chương trình tối hôm nay, tiếp theo xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức bài ca Dâng lên miền đất tổ của tác giả Xuân Đào với sự thể hiện của hai nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và nghệ sĩ Nguyễn Văn Mèo. Mời quý vị cùng lắng nghe. Anh còn được tôn vinh là người lính Trường Sơn.
làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại. Ôn lại những ngày côn hầm giữa rừng sâu, ngày vui hôm nay biết ai còn ai mất. Cảm ơn giọng ca của hai nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và Nguyễn Văn Mẹo vừa đến với chúng ta với bài ca cổ đầy ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, khi nhắc đến Long An, chúng ta không chỉ biết đến đây là vùng đất với tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất trong chiến đấu, là tỉnh không ngừng đổi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mà nhắc đến Long An, chúng ta còn biết đến với nơi đây mang một vẻ đẹp đầy bình dị nên thơ. Đó là hình ảnh của những cánh đồng lúa bạc ngàn xanh tít mắt, là hình ảnh của những vườn cây ăn trái bốn mùa triệu quả. Hay nhắc đến Long An là chúng ta lại nhớ đến với những đặc sản rất là đặc trưng của vùng đất này, như là gạo nàng thơm chợ đào, hay là thanh long châu thành, rồi đậu phộng Đức Hòa, hoặc là rượu đế Gò Đen, vân vân.
Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị khán thính giả là những người con của Long An nói riêng và quý vị khán thính giả trên cả nước nói chung, chúng ta sẽ cùng cảm nhận về vẻ đẹp của vùng đất Long An với bài Tân Cổ về Long An, nhạc của Thanh Sơn, lời vọng cổ của Phạm Văn Phúc với sự thể hiện của hai nghệ sĩ Hoàng Oanh và nghệ sĩ Võ Hoàng Dư cùng với phần minh họa của Vũ đoàn Bạch Dương. Hồ dính bao lời thơ
mùa nắng chang anh về Long An bạc ngàn hương lúa mai. Nghe súng lúa reo vui thay đời nhắn gửi Long An ơi đường hạnh phúc nhắn lên chàng chưa biết bao tình. Cảm ơn hai nghệ sĩ Hoàng Oanh và Võ Hoàng Dư cùng với Vũ Đoàn Bạch Dương đã đến với chúng ta với bài Tân Cổ về Long An. Và Xuân Hiếu mời hai bạn nán lại sân khấu một chút xíu ạ. Sở dĩ mà Hiếu mời Hoàng Anh với lại Võ Hoàng Dư nán lại sân khấu là vì nếu như mà quý vị chúng ta có theo dõi cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ vừa mới được tổ chức và kết quả công bố vào đêm ngày hôm qua, thì chúng ta biết rằng là hai người con của vùng đất Long An đó là Hoàng Oanh, người con của quê hương Cần Đước, với giải thưởng là giải ba, cũng như là Võ Hoàng Dư là một người con của vùng đất Mộc Hóa, đạt được giải tư, cũng như là thí sinh được liên tục 3 tuần là thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Và có lẽ là để đạt được kết quả này, đó là cái tình cảm rất lớn từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả Long An đã ủng hộ cho các bạn. Rất mong quý vị chúng ta sẽ dành thêm một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng chúc mừng cho những người con Long An đã làm rạng danh quê hương với những giải thưởng đến từ cuộc thi. Vậy thì ngày hôm nay khi mà được xuất hiện trong chương trình cũng như có dịp sẽ chuyện trò nhiều hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả của quê hương Long An, hai bạn sẽ có những chia sẻ, những cảm xúc, suy nghĩ như thế nào về những cái kết quả mà các bạn đạt được cùng với sự ủng hộ của khán giả dành cho mình. Đầu tiên thì chắc Hiếu xin mời Hoàng Oanh ha. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Oanh xin được gửi đến quý lãnh đạo, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với cuộc thi Chuông Vàng năm 2017 thì Quỳnh được sự yêu thương, sự tạo điều kiện của lãnh đạo đoàn và nhất là lãnh đạo tỉnh Châu Oanh và Võ Hoàng Dư được tham gia cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Qua cuộc thi thì Quỳnh được
trao dồi, được học hỏi, được rèn luyện về kinh nghiệm, những cái hay, cái quý của ngành sân khấu cải lương. Thì qua cuộc thi thì Quỳnh cảm thấy mình được lớn lên từng ngày, được học hỏi rất nhiều. Và cái quan trọng là bản lĩnh sân khấu. Và một điều nữa thì cho Quỳnh xin được cảm ơn, lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo đoàn đã tạo điều kiện cho Quỳnh cũng như Võ Quỳnh Dư tham gia cuộc thi. Và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Quỳnh và Võ Quỳnh Dư trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Oanh. Thế còn với Võ Hoàng Dư, em có muốn chia sẻ điều gì với khán giả không ạ? Dạ thì hôm nay thì em hát trực tiếp của Đài Long An thì với một bài ca, hai chị em hát song ca một bài về Long An thì tụi em rất là hạnh phúc. Vì tụi em sau cuộc thi tụi em đã về được mảnh đất Long An của mình, về chính đơn vị của mình để thể hiện bài ca khúc này cho bà con Long An của mình và bà con cả nước đều biết được về mảnh đất Long An của mình. Thì em cũng muốn qua đây cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ em và chị Hoàng Oanh trong suốt cuộc thi Chuông Vào Vòng Cổ. Thì em cũng rất may mắn là khi em đi thi thì giải bình chọn thì em được rất là may mắn. Thì khi em tham gia 3 vòng thì em được 3 vòng được yêu thích nhất. Thì em, cái đó là một nguồn động lực rất lớn cho em để hoạt động sau này. Thì em cũng muốn cảm ơn quý vị khán giả và tất cả mọi người. Cho chị Hiếu, cho em xin nói được một câu, cho em nói một câu nữa. Dạ, kính thưa quý lãnh đạo và quý khán giả, thì mặc dù chưa đến được cái giải cao nhất, nhưng mà Quỳnh xin hứa trong thời gian tới Quỳnh sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi và sẽ cố gắng từng ngày để không phụ lòng mong mỏi của quý vị khán giả đã luôn luôn thương yêu và tin tưởng Hoàng Oanh và Võ Hoàng Dư. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Oanh và Võ Hoàng Dư. Và chúng tôi tin rằng là với cái bước đệm là các giải thưởng ở cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đoàn và khán giả cả nước, đặc biệt trong đó là khán giả Long An, sẽ là một cái nguồn động lực rất lớn để các bạn có thể yêu nghề cũng như là tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Chúc cho hai bạn con đường nghệ thuật sẽ ngày càng hanh thông và nhiều may mắn nhé. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình tối hôm nay, cùng gặp gỡ với một người nghệ sĩ mà có thể nói là anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình vốn đã có truyền thống về nghệ thuật. Với ông nội là ông Bảy Cò Điển, người rất là nổi tiếng với những ngón đờn cò rất là da diết của ông. Cùng với cha của ông thì lại là người thích đờn guitar cổ nhạc, bạn rất thân với danh cầm Văn Vĩ một thời. Cho nên ngay từ lúc bé thơ, thở lên 9, lên 10 thì anh đã được ông nội dẫn đi ca hội đình liên hoan sau mùa gặt. Chính tiếng đờn cò của ông nội ngày ấy dường như đã có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến giọng hát của anh, và cũng thường là các vai diễn gắn liền với những vai kép có số phận hẩm hiu như là vai Điệp trong vở Lan và Điệp, vai Hàng Mặc Tử trong vở cải lương cùng tên, hay là vai Tướng Cướp trong vở cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Và người nghệ sĩ mà Xuân Hiếu muốn giới thiệu đến với quý vị đó không ai khác hơn chính là nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu. Và hôm nay anh sẽ đến với chúng ta qua bài Tân Cổ Giờ Tôi Đã Biết, tân nhạc của Ngọc Sơn, lời vọng cổ của Hoàng Song Việt.
được cảm ơn giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu vừa mang đến cho chúng ta một bài ca với sự thể hiện đầy cảm xúc của anh. Và cũng nhân cái bài ca này thì Xuân Hiếu xin được hỏi anh một chút xíu là anh có thể bật mí thêm cho quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay được biết là anh bắt đầu biết yêu vào năm bao nhiêu tuổi và cái mối tình đầu của anh là nó như thế nào, được không anh Hữu? Dạ xin phép bà con, Trọng Hữu hôm nay nói thiệt bữa. Tức là lúc đầu năm 19 tuổi là Trọng Hữu biết yêu rồi. Năm đó hình như 1971. 1971. Thì lúc đó Trọng Hữu ở đoàn văn công quân khu 9 về diễn ở cái miệt U Minh của Cà Mau đó. Lúc đó thì gặp một cái cô bé rất là dễ thương, cũng khoảng 18 tuổi. Cô ấy là làm du kích ở xã đó, cho nên là quen nhau rồi đoàn đi tới đi lui, đóng tới đóng lui ở tại đó nhiều lần, cho nên sau đó thì hai người quen nhau và yêu nhau. Nhưng mà cuối cùng thì mẹ của cô đó là không đồng ý, nói một câu là Trọng Hữu nó đi hiện đâu nó lo cho con, thôi đem đi gả cho người khác, thì không cho cô đó quen với Trọng Hữu nữa, mà gả với một cái người bán tạp hóa. Lúc đó thì là kể như người ta giàu lắm rồi ở trong rừng mà, gả cho người đó. Sau đó thì Trọng Hữu buồn quá mới xin đoàn văn công xin đi ra bộ đội chiến đấu. Buồn quá tính đi ra cho chết, vì lúc đó thì vậy đó mà, ra đánh giặc cho chết sao không chết, sống được tới giờ đó, cho nên sao. Dạ cảm ơn. Sau đó thì giải phóng xong thì Trọng Hữu mới về đoàn nhân dân Kiên Giang. Về đó thì hát bên cải lương luôn, rồi mới gặp Hoàng Song Việt, mới nói chuyện với Hoàng Song Việt. Thì Hoàng Song Việt mới thấy cái bài nhạc của Ngọc Sơn này sao nó giống, cái nội dung nó giống tựa vậy, cho nên Hoàng Song Việt viết tặng cho Trọng Hữu cái bài Giờ Tôi Đã Biết, mới Trọng Hữu mới về hát tặng bà con. Như vậy là cái bài ca vừa rồi là nó cũng mang hơi hướng cái mối tình đầu của anh đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ. Và rất là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đã chia sẻ cho chúng tôi, đặc biệt là các khán giả của Long An được biết về cái mối tình đầu cũng nhiều kỷ niệm cũng như nhiều trắc trở của anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu phối kết hợp cùng với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trong bài Thân Cổ có tựa đề là Chuyến Tàu Hoàng Hôn, sáng tác nhạc của Minh Kỳ và Hoài Linh, lời vọng cổ của Hoàng Song Việt. Thưa quý khán giả, dường như khi chúng ta nhắc đến sân ga bến tàu, đó là những không gian thường gợi nên sự ly biệt, sự xa cách, động lại trong lòng người ở lẫn người đi thật nhiều những cảm xúc khó tả. Bởi lẽ không buồn, không xót xa sao cho được khi những cuộc tình đã phôi pha ngay từ lúc tàu rời ga để đi về một hướng khác. Để rồi ai đó đều mang trong lòng mình những nỗi niềm, những xúc cảm không thể nói bằng lời. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê chúng san.
chờ. Cảm ơn những tràng vỗ tay, những tình cảm mà toàn thể của chú anh chị và các bạn đã dành cho anh Trọng Hữu và Cẩm Thiên. Và bài hát thứ hai, cho phép Cẩm Thiên xin gửi đến toàn thể quý vị bằng một bài hát tân cổ của tác giả Đăng Minh. Bài hát được mang tên Cát Bụi Cuộc Đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đời là phù du, ta sống hôm nay
kiếp đời sẽ vui qua. Có những khi tâm thẳng bình yên, rực rỡ cứ đến rồi đi, còn lại nỗi cô đơn vắng lành âm thầm. Tình yêu và thương đau cùng bước sống hành, nước mắt tôi đau giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng tiếp tục đến với các tiết mục tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, cho phép Xuân Hiếu xin được giới thiệu đến với quý vị các thành viên trong ban nhạc của chương trình, những người đã góp phần giúp cho giọng ca của các nghệ sĩ được thăng hoa hơn. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Thành đàn guitar, nhạc sĩ Xuân Hoàng đàn bầu và nhạc sĩ Minh Tâm đàn organ. Xin được trân trọng cảm ơn các nhạc sĩ rất nhiều.
Thưa quý vị khán thính giả, với kịch bản cải lương hồi xuân dược, đây như là một câu chuyện ngụ ngôn thầm nhắc nhở mọi người chúng ta rằng khi thời hiện đại bằng những phương pháp khoa học thì các nhà chuyên môn có thể thay hình đổi dạng, có thể cải lão hoàn đồng một ai đó khi cần. Thế nhưng sự thay đổi vẻ đẹp bên ngoài ấy có tồn tại hay không là do chính tấm lòng thủy chung, nhân nghĩa, có trước, có sau của con người đó. Và kết thúc câu chuyện này lại khiến cho chúng ta nhớ đến câu thành ngữ rất quen thuộc: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng mời quý vị khán thính giả sẽ cùng theo dõi trích đoạn cải lương Hồi Xuân Dược, tác giả Diệp Vàm Cỏ, chỉnh lý Kha Tuấn Hữu Lộc, với sự thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Nguyễn Thị Luận, nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và nghệ sĩ Phạm Vũ Thành, cùng với phần minh họa của Vũ Đoàn Bạch Dương. Mời quý vị cùng theo dõi. Môn Tâu Hoàng Hậu, Người đâu? Xin chào Hoàng Hậu ở giặc bất cân nóng giận. Chúng tôi không phải là quân gian, cũng không phải là phường đạo tặc. Vậy thì ngươi là ai? Vào đây để làm gì? Môn Tâu Hoàng Hậu, tôi vốn thật là học trò của đại lão Thật Y, người đã cứu sống ra Hồi Xuân Dược, để cứu sống lệnh bà trong lúc lâm nguy và đưa lệnh bà lên địa vị như ngày hôm nay. Thưa Hoàng Hậu, học trò của lão Thần Y Môn à. Tâu, mời ngồi, mời ngồi. Có phải lão Thần Y sai ngươi đến đây là để được ta ban cho bạc vàng chức tước có phải? Môn Tâu lệnh bà, người làm ơn mà mong được trả ơn, nếu không được tội nguyện thì đem lòng phiền trách, đó chỉ là lòng dạ của kẻ tiểu tâm hạ tiện. Thưa lệnh bà, nếu như vậy ngươi đến đây để làm gì? Bẩm lệnh bà, thầy tôi có dạy, Hồi Xuân Dược mà lệnh bà uống trước kia đã sắp hết hiệu nghiệm, nếu như lệnh bà không tiếp tục uống liều thứ hai thì chẳng bao lâu nữa lệnh bà sẽ trở lại kiếp già nua xấu xí thật của mình, thậm chí còn gớm ghê hơn thế nữa. Ta sẽ trở lại kiếp già nua xấu xí. Ngươi có còn Hồi Xuân Dược chứ? Bẩm lệnh bà, đối với lệnh bà thì kẻ này không dám tiếp. Đây, đây chính là Hồi Xuân Dược. Hồi Xuân Dược ta uống trước kia sắp hết hiệu nghiệm, giờ ta lại được thêm Hồi Xuân Dược khác. Rồi đây ta sẽ cho ngươi thật nhiều vàng bạc châu báu. Ta uống được chứ? Mời lệnh bà. Đối với lệnh bà thì Dương Đạt đã chết từ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoàn Thị vẫn còn sống đi, sống trong địa vị quyền quý, sống trong một hình hài sắc hương lộng lẫy, chỉ có tình nghĩa thủy chung của thuở hằng chi khốn khổ thì bà đã đáng tâm giết chết trong đời bà đâm. Vì sợ khám xét nên tôi nào dám mang theo Hồi Xuân Dược bên mình. Đây chẳng qua là chút ít nước tôi lấy bên bờ suối mà Dương Quynh tôi nào hay nào biết. Có nghĩa là ngươi còn có Hồi Xuân Dược khác à? Còn chứ, tất nhiên là có rồi, nhưng tôi cất giữ nơi Tịnh Cốc. Tịnh Cốc, được, ta sẽ đến đó để gặp lão thần y. Hẹn gặp lại lĩnh bạc.
nơi tịnh cốc. Mẹ. Dương Thành. Mẹ. Sao con vào đây được? Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, sao đành lòng hạ lệnh tống giam cha. Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm qua, sao mẹ đành dứt bỏ vì phú quý vinh hoa. Con dập đầu xin mẹ hãy hồi tâm, đừng gây thêm bao dòng cho tan nát một gia đình. Trễ rồi, trễ rồi mẹ. Vì ta hiện giờ là chiếu linh hoàng hậu mẹ, nhưng tất cả mọi thứ ở nơi đây không phải dành cho mẹ. Không, tất cả là dành cho ta. Cung vàng điện ngọc, ngôi cao hoàng hậu, tất cả là dành cho ta. Dành cho ta. Mẹ. Thành, rồi đây ta sẽ cho con thật nhiều bạc vàng trong bao, rồi con sẽ sống một cuộc đời giàu sang sung sướng. Nghe lời ta, về đi con. Về, về đi con. Không, không cần bạc vàng trong bao. Mẹ, mẹ ơi, con chỉ cần có mẹ. Lộc Vương. Từng lệnh canh kia, ngươi ở cơ nào ngủ nào? Tại sao dám gọi ái hậu của ta bằng mẹ? À, bệ hạ, bệ hạ ơi, tên này chắc lần đầu xung quân rời mái ấm gia đình, cho nên hắn mới gọi bậy bạ như vậy thôi. Chứ bệ hạ, bệ hạ nghĩ coi nè, thần thiếp còn trẻ như vậy thì làm sao mà có con lớn như vậy được hả bệ hạ? Ta biết ái hậu của ta, ái hậu của ta có tấm lòng rộng lượng như vậy thì làm sao ta không biết được chứ bệ hạ. Chắc nhất chi một tên điên khùng, hay là hãy đuổi cho hắn trở về làm dân giả nghe bệ hạ. Ái hậu, ta biết rồi, để đó cho ta. Tên kia, ngươi có thấy tấm lòng rộng lượng của ái hậu ta không? Quân, đưa tên lính điên khùng này ra khỏi kinh thành cho ta. Ái hậu, ái hậu, không, ta không đi. Hoàng thượng, người là người đứng trên thần dân chăm họ. Lão Ngôn, dịp ngỡ lòng nào rẻ quý chia quyền. Phản tổ, chia các tình mẫu tử. Chém đầu. Ai hậu, ai hậu của ta sao vậy? Cung nữ đưa ai hậu của ta vào cung ngơi nghỉ. Mà lại hiếu sát vô lương, giết quan người vô tội, để giữa chốn triều nghi phải dạy quan khơi thù. Vợ người còn sáng ai tới con cây cần.
Hứa Dương huynh, làm vua như đệ giết một tên điên khùng là có tội hay sao? Nhưng tên quân này không phải là kẻ điên khùng, mà chính ta đã dùng thẻ lệnh của hoàng gia để giúp hắn len lỏi vào hoàng cung với tìm mẹ. Tìm mẹ? Đúng. Nhưng mẹ của nó là ai? Mẹ của nó là một người đàn bà đã thay tên đổi họ. Chẳng những đổi họ thay tên, mà còn thay lòng đổi dạ để được hoàng đế Như Khang tấn phong hoàng hậu. Chiều lên. Đúng. Không, ta không tin. Ta không đến giữa trốn triều nghi lại có yêu tinh lộng hành như vậy. Ôi thật tội nghiệp cho Dương đệ của ta. Dương đệ ơi, rồi đây ta sẽ chứng minh cho đệ thấy đó là sự thật. Đệ muốn biết sự thật ngay bây giờ. Đệ muốn biết sự thật ngay bây giờ. Vậy đệ có dám chịu đau lòng hay không? Thưa Dương huynh, đệ thì lúc nào cũng nghe theo lời Dương huynh chỉ dạy. Tốt. Vậy thì ngay bây giờ đệ hãy làm theo những gì ta căn dặn. Rồi đây, không bao lâu nữa sự thật sẽ được phơi bày. Thương gia già cơ nổi chẳng ơi
Diệu Quê. Hai cháu, giờ hẹn đã sắp đến, hai cháu hãy tạm lánh mặt vào trong, nhanh lên. Dạ. Tìm cho ra bốn lão có dân nạp hồi xuất dưỡng. Bởi lão thần y đừng lẫn trốn cho uổng công. Hồi xuất dưỡng ở đâu? Mau mau dân nạp rồi ta sẽ thương cho ông tước lòng cao sang. Ông còn lẫn trốn làm gì để trước qua giàu thân? Muôn tấu lệnh bà, hồi xuân dược mà lệnh bà đang tìm kiếm, nó ở đây. Hồi xuân dược, hồi xuân dược, trời đã giúp cho ta, rồi đây ta sẽ được trường xuân. Tử xin chúc mừng đến bà. Ha ha ha!
lúc khốn cùng ai ai cũng kêu gào, cũng mong được ban ân độ phúc. Nhưng khi qua lúc hiểm nhận thì sanh tâm ấy lẽ lời cuối cùng cho cái thiện lòng nghĩa nhân trung hậu phải được giữ cho nó nảy nở sinh sôi. Bằng ngược lại thì hãy coi như đó là loài cỏ dại hoa. Hầu xuân dược mà là giải xuân dược. Chết ta rồi. Trời ơi, sự thật là đây mà ta cứ ngỡ trong cơn mơ hài hùng kiếp sơ. Đoàn thầy ơi, vậy từ bấy lâu nay cái nhan sắc hồi xuân kia đã làm cho ta mê muội cả tâm hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sĩ, chúng ta cùng cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta trích đoạn cải lương Hồi Xuân Dược rất là đặc sắc ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì Xuân Hiếu cũng xin được trân trọng thông báo cùng với quý vị là trải qua lần bình chọn của khán giả theo dõi chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 122 ngày hôm nay, nghệ sĩ có nhiều bình chọn nhất được yêu thích nhất. Xin được chúc mừng nghệ sĩ có mã số bình chọn 02, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Và thưa quý vị, và cũng đến đây thì chương trình Nghệ sĩ và Tri âm kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.